Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Thanh Xuân sẽ nói về biển đời và những bài học trong cuộc sống con người. Biển đời là một hình ảnh ẩn dụ đầy mạnh mẽ và sâu sắc, tượng trưng cho cuộc sống của con người. Cuộc đời mỗi người giống như biển cả, rộng lớn, mênh mông và đầy bí ẩn. Những cơn sóng đại dương như những thử thách, khó khăn và biến cố trong cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải biết lèo lái con thuyền định mệnh để vượt qua. Cuộc đời không phải lúc nào cũng bình yên và lặng gió. Cũng như biển khơi, luôn có những lúc biển động, sóng to, gió lớn. Những thử thách gian nan chính là những cơn bão cuộc đời mà chúng ta phải đối mặt. Có lúc chúng ta phải gặp những trở ngại tưởng chừng như không thể vượt qua, những khó khăn đè nặng lên vai và những thách thức khiến chúng ta chùn bước. Nhưng chính những lúc như vậy, bản lĩnh và khả năng lèo lái con thuyền cuộc đời của mỗi người mới được thử thách và khẳng định. Trong biển đời, có những lúc chúng ta cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bé giữa đại dương mênh mông. Những cơn sóng dữ dội có thể dễ dàng cuốn phăng con thuyền nếu chúng ta không đủ vững vàng và kiên định. Nhưng nếu biết cách lèo lái, điều khiển con thuyền bằng cả lý trí và con tim, chúng ta sẽ tìm được hướng đi đúng đắn và an toàn. Lèo lái con thuyền đời không chỉ là việc đối phó với khó khăn, mà còn phải biết cách giữ thăng bằng giữa những giá trị, nguyên tắc và mục tiêu sống của mình. Biển đời còn đòi hỏi chúng ta phải có những kiên nhẫn và bền bỉ. Không phải cơn bão nào cũng sẽ qua đi nhanh chóng và không phải hành trình nào cũng suôn sẻ. Có những lúc chúng ta cần phải kiên nhẫn chờ đợi, bình tĩnh đối mặt với những khó khăn và không bao giờ từ bỏ. Chính sự kiên nhẫn và bền bỉ sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi giông bão và đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra. Các bạn biết không, đôi khi trên biển đời chúng ta cần phải biết cách thả neo và dừng lại để nghỉ ngơi. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là một sự chạy đua không ngừng nghỉ. Cần có những lúc chúng ta dành thời gian để nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, suy nghĩ về những gì đã đạt được và những gì còn thiếu sót. Những khoảnh khắc thả neo như vậy sẽ giúp chúng ta tái tạo năng lượng, tìm lại sự cân bằng và chuẩn bị tốt hơn cho hành trình tiếp theo. Lèo lái con thuyền định mệnh không chỉ là việc tự mình đối mặt với sóng gió mà còn phải biết cách dựa vào sự giúp đỡ của những người xung quanh. Trên hành trình cuộc đời, chúng ta không phải lúc nào cũng phải đi một mình. Gia đình, bạn bè và những người thân yêu chính là người đồng hành, những ngọn hải đăng soi sáng và những bến đỗ an toàn giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách. Cuối cùng, biển đời không chỉ là một nơi chứa đựng những khó khăn và thử thách, mà còn là nơi để chúng ta khám phá và tận hưởng những vẻ đẹp tuyệt vời của cuộc sống. Mỗi cơn sóng, mỗi cơn gió, mỗi hành trình đều mang đến cho chúng ta những trải nghiệm, những bài học và những khoảnh khắc đáng nhớ. Chính những điều đó làm cho cuộc sống trở nên phong phú và ý nghĩa hơn. Biển đời là một hành trình đầy thú vị và thử thách. Dù gặp phải bao nhiêu sóng gió, hãy luôn nhớ rằng chúng ta, mỗi người đều có khả năng lèo lái con thuyền định mệnh của mình. Với sự kiên nhẫn, bền bỉ, lý trí và con tim, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách và tìm thấy hướng đi đúng đắn, đưa con thuyền đời đến những bến bờ hạnh phúc và thành công. Các bạn thấy không? Như vậy, chính mình là người thuyền trưởng của cuộc đời của mình. Cho nên Thanh Xuân chúc các bạn có một hành trình đầy thú vị và đầy đủ kiên định để vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin nhớ bấm nút subscribe nếu chưa có subscribe vào cái channel của Thanh Xuân để giúp đỡ và ủng hộ
Thanh Xuân có thể làm nhiều video khác để cho các bạn được nghe. Cảm ơn nhiều. For watching, and I hope you like my video. Please subscribe, give it a thumb up, like to support my channel. Thank you so much.